Ui da, ôi rồi ôi, cay chê à, vợ với chả con, đúng là buồn buồn. Em ơi, sao lại ngã thế này? Ảo thật đấy, ở trên đây một con người hả chị? Chị cũng không biết đâu, có bạn thỏ ngọc đến đây ở đây từ lâu rồi này, em hỏi bạn ấy thử xem. Em chào anh đẹp trai ạ. Thì hì, cô bạn mà, cô đẹp cô bài quẻ thế chứ này. Sao đẹp trai lý lưỡng này lại ở đây thế này? Chả giống gì chị, em là chú quậy. Bọn em thì nó bị lãng trí. Em đã dặn bọn em bao nhiêu lần rồi là phải tưới cho cây đa cây thật của em bằng nước sạch. Nhưng anh ở đâu lại tưới bằng nước bẩn. Thế lúc em đi làm về đã thấy cây bay lên mất rồi. Em hoảng quá, tự tạo một cây. Nhưng anh ở nó lại kéo em lên luôn đây chị ạ. Thế còn chị, tại sao chị lại ở đây vậy ạ? Chẳng giống gì em. Chị hàng nga, chị có một người chồng đoàn mây. Anh có một viên thức thần uống vào trường sinh bất tử, nhưng tác dụng phụ là không được ở dưới trần gian nữa, phải lên cung trăng sống em ạ. Chồng chị không uống mà đưa chị, chị cũng không định uống đâu. Nhưng mà thảo trò anh đáng sợ quá, dọa chị, thế là chị lại phải thế là chị phải uống thật thôi ạ. Chị cũng không định uống đâu, nhưng mà chị hết cách rồi. Chuyện của mình thì là do vợ mình, còn chuyện của bạn cũng là do bạn này. Chồng thì rất quan trọng, to lắm đấy, không nên đặt người kia. Em bảo gì cơ? Đã, em có bảo gì đâu ạ. Thế còn chú bé thỏ đáng yêu này, tại sao lại ở trên đây vậy ạ? Em, thực ra ấy, bạn thỏ này lên ở đây từ lâu lắm rồi, trước cả lúc chị lên cơ. Bạn ấy nguyện đi cùng chị, để bầu bạn cùng chị đấy. Vẫn hẳn chồng chị đúng không? Em bảo gì? Chị chết. Thế chị có biết làm sao để trở về trái đất không ạ? Em còn vợ em ở dưới đấy, nó bị bệnh tật trí, em lo quá chị ạ. Em cũng muốn về để chào người làng ngõ xóm, đặc biệt là vợ em với bố mẹ vợ. Chỉ cần một lúc thôi chị ạ. Thực ra thì chị cũng muốn về lắm đấy, nhưng mà chị hết thuốc rồi, không về được. Em có cách về trái đất đấy. Sao bây giờ mày nói? Thì em tưởng chị muốn về hẳn, chị còn về một lúc như anh quậy. Dằm bà em lắc suốt à. Em có cái thuốc này, nhưng mà thuốc chỉ có tác dụng cho 12 giờ thôi. Thế mọi người phải làm thật nhanh việc của mình đấy nhá. Thôi, mình về thôi. Trong lúc chị Hằng, chú Quậy và thờ Ngọc đang cùng bay xuống trái đất thì ở dưới kia đang có một câu chuyện rất thú vị đang xảy ra, cùng đón chờ nào. Đây là nhá, nhà tao này, tao với mẹ tao vừa ra hai dòng phẩm cuối của bánh trung thu, rất ngon luôn nhá. Đấy, đây nhá. Đây là vị rồng đỏ này, vị thanh long này, còn đây là vị bảo bạch trong gương này, vị long nhãn này, thấy không? Ừ. Nó vẫn nhìn màu như màu sáu giờ này. Mày cứ nói vớ vẩn. Bóc ra xem vỏ bánh có mềm không? Tôi đừng nói nhiều nữa, ăn đi, thử đi. Này, nhờ cái loại bánh này ấy mà nhà tao kiếm được hơn 1 tỷ một tháng đấy. Thì mày nghĩ là đối với mày nói về bố tao là đúng rồi đấy, nhưng mẹ tao thì không đâu. Mẹ tao là diễn viên nổi tiếng ấy. Đấy à? Bố tao là quen mẹ tao từ hồi mẹ tao còn chưa nổi tiếng cơ. Mà mẹ tao thì đừng có phép ăn đi. Thế à, thấy bỏ mày có mềm không? Không. Có mềm không? Thế chúng mày thấy cái sản phẩm mà giúp cho nhà tao kiếm được hơn 1 tỷ một tháng nó ngon không? Theo tao ấy. Mày chê à? Mày nghĩ mày làm sao? Bây giờ nào, rượu nào, chơi không? Đánh nhau đây. Trời ơi, đang nói. À thế à?
Thằng này trước em chơi với nó anh nhiều, hơi nhiều. Mày bớ bẩn thứ hai. Nhưng mà thì bây giờ nó phải nhường em chứ đúng không? Đúng không? Ngày mai nhá, đồ không ngon. Ai bảo đồ không ngon? Mày mà muốn ngon mày có để lên coi YouTube này. Vâng, mày bớ bẩn nữa, đồ không ngon. Bây giờ nghe giải quyết đây này. Không có giải quyết gì mày. Bây giờ nhá, chúng mày có thích anh về bảo với mẹ chúng mày tối nay đứa nào đi đứa nào đứa đấy để hết đom đóm lên không? Dành tiếp đi. Thôi đúng không? Thế bây giờ nghe anh nói này, đầu tiên là núi. Núi thì đầu tiên bạn, mình là người xa trước đúng không? Bạn nấu ăn như thế nào thì mình cứ ngồi đấy, bạn thẳng thắn quá. Ví dụ như bạn nấu khô thì mình có thể bảo là cái này ngon thì ăn hơn cho nên nước chẳng hạn. Còn bạn biển, bạn biển nấu đồ ăn có thể đâu đâu đồ ăn không ngon được sao đúng không? Có thể bạn là do bạn núi không biết gì. Còn nếu bạn núi có vấn đề gì hoặc nó body Samsung em cứ bắt phụ huynh anh. Vâng. Anh Quậy nói chí phải đó. Thế còn bạn Sông, sao bạn Sông lại đứng đây? Em đứng cổ vũ các bạn. Em không được đứng cổ vũ các bạn. Thế là sao các bạn cứ đánh nhau như này? Để bọn tìm cách để giảm hòa. Nó chỉ đứng cổ vũ các bạn. Để bỏ quá, chứ đánh được mạnh phụ huynh của anh. Đúng không? Đây nhá, bảo hai đứa này này, chị nói phải nghe nhá. Đây bạn nào có lỗi trước thì xin lỗi trước. Bạn nào có lỗi sau thì xin lỗi sau. Bạn núi có lỗi trước xin lỗi bạn biển đi. Rồi bạn biển xin lỗi bạn núi. Chẳng ra bạn xin lỗi em. Xin lỗi mình đi. Xin lỗi nha, tha cho mình lần này thôi. Rồi, mình cũng nóng lắm rồi, mình xin lỗi nha. Ok, rồi. Nghe tốt nha. Rồi, nhá. Ok. Ra sau đừng có bố áo kiểu đấy. Anh và chị Thảo cùng với chú Thỏ đây cũng có những món quà tặng đến cho các em. Để chúc mọi người cái sinh thu này. Vâng. Vui vẻ, ăn lành như thế này. Và hạnh phúc với gia đình nha. Ok anh, các em lấy lồng đèn hay lấy chị? Chị, lồng đèn. Ơ, cái đứa này. Nửa nạc kia anh nhỉ. Xin. Ơ, có cái nhịp. Ôi đùa đấy, đây. Thế bây giờ mọi người có thích món quà này không? Có. Em cảm ơn anh chị và bạn cả. Đúng rồi, quà lắm. Bây giờ anh và chú Thỏ đây cũng có những việc phải làm khác. Hẹn gặp em vào đằng sau nghe. Ok, em đi chào anh chị nhá. Vâng, xin chào anh chị nhá. Em đi. Hùng Nghệ ơi, chàng đâu? Giúp đi tìm chàng đây. Ra đây. Hùng Nghệ ơi. Chàng sao lại để thêm một mình như thế này? Chàng lại để tao ở một bên mắt trộm mắt quẻ. Có hai cặp đau cũng không trượt. Hơn ở trên cung trăng, ta ở với một con thỏ. Chẳng biết nó như nào không? Người không ra người, vật không ra vật. Gần đây lại còn có một tên là con vợ dở, ương ương. Có cái cây thân thôi cũng để nó mất. Thì buồn lắm. Thôi, giờ ta đã ở đây rồi. Mình mới lại tìm xưa. Đi. Đây là Phạm Đức hả anh? Đừng sao cho tôi, ông là ai? Tôi không quen ông, ông đi ra. Anh đây, Quậy đây. Mình của em đây. Nhớ mình quá, mấy hôm nay mình đi đâu? Mấy hôm nay em nhớ mình quá, buồn mình tân lắm rồi mình ạ. Thế mình đi đâu ấy mình? Anh sẽ đi đây. Em yêu mình.